Dạ, xin kính chào quý bà cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Hương Quê. Dạ, buổi trưa hôm nay ba cô cháu bán bún bánh cống nha bà cô chú. Giờ nương bắt đầu chuẩn bị chiên bánh cống nha. Dạ, cái món bánh cống hôm nay thì gồm có đây là bột nha. Bột thì mấy cô cháu đã pha trước rồi. Trong đây là bột gạo, bột ấp, nương pha với sữa đậu nành. Dạ, bây giờ trứng gà với một lon bia. Dạ, còn bên đây là khoai môn với tôm. Dạ, còn cái mâm này là thịt bằm nha. Thịt bằm thì nương đã khử trước rồi. Dạ, còn bên đây là đậu xanh. Đậu xanh thì nương nấu cho cái hộp nó nở, nó mềm. Dạ, món bún bánh cống hôm nay thì có bún nè, rồi ăn kèm với rau, có giá. Dạ, với dạ. Xà lách, tí tô, rau thơm với dưa leo. Nãy giờ nương bắt cái nồi dầu cho sôi, rễ mấy cái cống vô cho cái cống thiệt là sôi, rồi nương mới múc bột vô chiên nha. Rồi bữa nay thì nương chuẩn bị 5 cái cống. Dạ, giờ dầu sôi cái cống cũng rất là nóng rồi, nương lấy ra để múc bột vô nha. Rồi nương cho giá bột vô trước nha. Đậu xanh, cho đậu xanh không? Dạ, tới thịt. Đậu xanh, thịt, tới khoai cao. Dạ, để miếng khoai cao vô nóng ha. Nóng. Dạ, thêm đậu xanh với thịt. Như là hai lớp hả con? Dạ. Rồi bẻ con tôm vô bé ơi. Không có bóc. Tiếng bánh cống bà Sáu ơi. Dạ. Dạ, bánh cống ăn với bún. Nên chiên hai cái nồi dầu nha. Cái nồi bên đây thì để mấy cái cống. Bánh cống của Úc ơi. Bánh cống Úc ơi. Cái này dạ được rồi. Cái đó được rồi đó. Cho qua đây luôn rồi. Qua đây luôn. Dạ. Bên này chiên lại chóc lóc luôn đó mà con chú mày đó, cái bánh chóc lóc luôn. Cái này chưa vàng không? Dạ, để cho vàng á bảy mới gỡ là được. Qua đây thì muốn chiên lại nha, cái này vàng. Dạ, bởi con nó ghém cho làm cái đường xong. Dạ. Chắc lóc luôn. Cái nữa đi ha. Dạ. Coi vàng, vàng mới tự được nha bé. Chưa. Cái này chưa. Cái này cũng chưa luôn con ơi. Một cái này muốn được làm sao con muốn rồi. Qua đây luôn chi là phải hái vô luôn đi. Lóc luôn, nhìn cái bánh cống ngon. Hôm nay nương chiên cho cái bánh cống vàng giòn nha. Cái
cái bánh cống chín rồi nè, mà cô chú ơi, viên vàng giòn nha. Chú Năm bà Sáu ơi, bánh cống chín rồi. Dạ ba có chín rồi bà Sáu. Dạ. À, lấy tô có cũng được, hộp cũng được. Dạ. Có tô thì nó ngon, dĩa thì ngon. Vậy bà bán bà Sáu tô ha. Dạ. Bà Sáu có tô là 12.000 á bà Sáu. Bảy có gì bảy nhắc bánh cống giùm con để lên đây. Tại vì bánh cống để bệnh. Bữa nay mấy cô cháu vừa chiên bánh cống vừa bán. Này nhắc ra cho bà Sáu luôn ha. Vậy đúng không chị? Vậy không? Rồi, được anh. Để cho bà Sáu thêm đi ra. Thêm một bịch nước mắm chua ngọt với chua. Dạ. Rồi bà Sáu để vô đây giùm con. Dạ. Này bà cô cháu bán 1 lô bánh cống như vậy là 12.000. Khỏi ăn cơm nha, chú Năm. Ngon đó. Thấy hấp dẫn. Dạ. Yeah. Wow, nóng. Mới chiên nóng. Nhưng ở trong chín luôn không hả? Chín hết rồi chị. Đúng không? Dạ 12.000 chú Năm. Dạ rồi chú Năm để con. Rồi cảm ơn chú Năm luôn. Dạ sao? 12.000 hả? Dạ. Rồi bán cho bà ba bạch. Dạ ăn hộp hả? Em đi vô hộp. Có hộp. Có hộp. Sao cầm dĩa em coi chút thì dĩa. Muốn bánh cống chú ơi. Dạ. Dạ 12.000 một hộp. Dạ. Sao lấy giùm con luôn được không? Đây. Dạ. Sao cứ lấy đi đủ rồi. Dạ để cái đó mình đó luôn đi sao. Dạ rồi gửi cảm ơn Sáu vô ba luôn. Cái này nãy cắt thử. Dạ, thêm một tô nữa ha. Ờ. Nè, sao để mình lại. Dạ, dạ, sao để đây. Cái bếp nóng chị để riêng, em cắt cái này
nguội nè. Anh Công mới chiên nóng hổi. Bắt đầu. Đúng rồi, trong ở trong á. Mấy cái trong mà chị chiên trước. Vậy không? Đúng rồi. Dạ, này gọi sao? Rồi, cảm ơn sao. Này hình hộp bao no luôn cái kích này. Ai ăn miếng là ở cơ. Này là chị ăn bao no luôn. Nước mắm ra ngoài trong hộp luôn đi. Dạ. Nước mắm với chua để riêng. Hồi để con lấy bọc. Dạ. Lấy con. Dạ. Một hộp trước, còn một hộp. Hai hộp ha. Dạ. Rồi hai hai người anh chín chín là hai hộp ngon. Mới đi bói gạo vô nè. Dạ. Hỏi nấu cơm chín ơi. Cái mình hơi lùng. Dạ, mới đứng lên thì nó dễ. Đứng lên đi. Đứng lên dễ. Này vừa nóng hỏi chốc lóc luôn ha mày. Nay là bánh cống thành công. Nay ngon thiệt luôn. Nay mình thấy hèo. Dạ. Bác Chính lấy đũa luôn hả? Còn đây trước làm cho nhẹ. Bác Chính đổ vô đây luôn đi. Dạ, cảm ơn bác Chính. Dạ, cảm ơn bác Chính nhiều. Chú một hộp bún. Bánh cống này vừa chiên vừa bán lai gai. Quay lên luôn. Dạ, học 12.000. Dạ, lấy lại dùm 8.000 đi. Tại mong bao tay vậy. Bún bánh cống cô hai ơi. Dạ, dạ có nghẹn đây nè. Dạ, ăn bao no luôn đó. Dạ, rồi cảm ơn. Hộp hả cô hai? Dạ, 12.000 cô hai. Rồi để vô. À, dạ. Dạ dạ đó. Bán dĩa. Bún dạ, bánh cống, bún bánh, bánh cống làm sao? Lấy dĩa qua đây sáu là làm lo ba lo luôn sáu. Rồi. Có thêm hai nộp. Bò hai hộp hả bò? Đợi chị hơn chút nha. Đợi chút. Hết bánh rồi đó chị. Có một cọc lóc lên rồi thấy lên. Dạ. Chắc này đầy cái nồi này. Dạ mỡ gạo ít quá cái ăn không ngon. Ngon chút nha. Bò. Của cô hai. À, cảm ơn cô hai. Cô bò hai hộp. Yeah.
đầy nồi luôn rồi, bà cô chú ơi. Chiên lửa nguyên cho bánh vàng. Bắt nào. Cám Tâm ơi. Hồi ghế đợi con chút cho bác Năm. Dạ. Đây của ba. Của ba xong rồi. 24. Dạ con mới thím lại mua bánh. Này nó 30. 40. 50. Đây ghế bạn. Cảm ơn. Ơ gớt gớt rồi. Đấy. Có con cơm mà xúc kìa. Để chút cái nào mà xúc nó để đầy quá. Đầy. Dùng lên luôn. Này dùng cái cống. Mở ra luôn. Ờ, cái đó vàng luôn rồi đó con. Cái này là vớt mà vớt lượng một đó tại mình thả lượng á. Dạ. Để gấp mấy gấp này qua đây cho con luôn. Dạ. Dạ. Cô bắt nằm để nguyên ha. Dạ. Chưa chưa bé. Hái bên này cái. Dạ. 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 Dạ 12.000, bắt năm để vô gỗ cho con. Thấy rồi, cắp nó mất nè. Của ngàn có nhấp ra không? Hả, để luôn. Nhấp ra không? Nóng chặt không? Dạ. Mới nhớ là nóng. Bánh cống nóng hổi. Đây, cô nha. 10 để đi hết 23. Dạ, à, cảm ơn em. Của cô nhấp cho luôn hả con? Dạ. Dạ. Dạ được không? Dạ. Rồi để con lấy đồ đũa luôn cho cô. Dạ. Rồi cảm ơn cô. Này cho con. Cho chú đi trước cái hả cô? Rồi tới hai cô, hai hộp. Dạ. Ở hộp xanh có mì tỏi để cao nha. Dạ. Hộp kia để cao. Dạ. Đại diện tí nghe tí. Dạ để vô đó. Dạ. Dạ gửi. Cảm ơn. Hộp sau này khỏi rau không? Dạ.
lại. Dạ. Cũng nhấp ra luôn hả con? Dạ. Ngồi ghế đây. Bánh cống này quá ngon. Con ấy cái bọc rồi con hôm nay chuột chắc ngủ quá. Cái ba cảm gì đâu dạ để đi chơi phải chờ cái gì dạ dạ với hai bình nước chấm nữa dạ dạ tôi để nha dạ dạ cảm ơn con. Nãy có ti là ba hộp phải không mẹ? Ba hộp. Giờ này có bánh nhiều có là có bánh một lượt không? Dạ đợi dạ. Chút ạ. Tì tì ba hộp. Còn cái bánh cống này ủa bên kia còn nhiều lắm còn nhiều lắm mới gấp ra thấy đây ạ để phải chờ đỡ lên có nước chấm không biết mẹ làm xong chưa mẹ đang làm nước mắm thêm lại còn hai bịch rồi cho con cái mâm kia để phải đỡ liền nước con bè đi lên con tôm này không biết cô ở kẹp bên đó gớt nè dạ đủ rồi mà còn thiếu nước chấm với ba đôi đũa hay là nó chưa hay chắc nó được rồi cảm ơn em luôn nha chắc lóc luôn bên này chiên bánh cống mình về Út Thọ bán
Còn khoảng 3 hộp bún nữa là hết bún rồi, bún rồi hết rồi chị. Ngăn hộp làm ngăn chưa? Dạ chưa nữa. Nãy tính làm ngăn mà ngăn chưa ra. Dạ 24 nè. Dạ. Dạ dạ. Đồ đổ. Có 5.000 được sao? Dạ cái con thối là 6.000 nữa. Còn hộp bún ngăn mua nữa hết luôn. Để chị thối lên là 92. Chưa mấy cái đó chưa không? Dạ. Còn chín. Cho dạng chút không? Mất bún luôn rồi. Mất năm chiếc bún. Tí công đoạn đếm tiền thì lẻo quá trời luôn. Lúc họ đếm thử hôm nay bán được bao nhiêu tiền hết 5 cái bún. Dạ món không? Bún bánh cống thì bà con cũng rất thích luôn đó, mà cô chú bán bữa trưa bà con lại ủng hộ hết luôn. Đưa chị con. Tại từng lẻ còn nhiều lắm, sắp lâu lắm. 200, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 301 rồi đó. Hôm nay chị lấy 100.000 tiền thối đó. Quá trời luôn. 302. Chị lấy ra chị mua. Chị mua 307. 307. Hết ra luôn rồi. Hết ra luôn. Hết ra luôn. Này đi, đi em đỏ tay luôn rồi. Tương để 100.000 để hết nghiêng chưa? Chưa. Chưa. Là mừng đó là 308. Này quá trời tiền, tiền lẻ nhắm hết trơn.
400. Đây còn 10.000 nữa vậy. 12.000 nữa. Vậy chị thì bao nhiêu, 8.000 đi. 20 là 420. 420 mà tiền thói 100 là còn 320. Được bán được 320. Hôm nay bán 5 kg vốn được 320.000 nha. Dạ bà cô chú ơi, bữa trưa hôm nay ba cô cháu mà bán cái món là trứng bánh cống, bà con cũng rất là thích luôn nha, ủng hộ hết bún của mấy cô cháu bán luôn. Dạ thì tôi cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn bà cô chú đã luôn yêu thương ủng hộ kênh Hương Quê. Dạ xin chào. Chào các nhà.